Những sân bay ấn tượng ở châu Âu bạn đã check-in hết chưa? Châu Âu không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh đẹp mê hồn mà còn với những sân bay hiện đại và ấn tượng. Những sân bay này không chỉ là điểm khởi đầu và kết thúc của hành trình mà còn là nơi mang đến trải nghiệm thú vị và tiện nghi cho du khách. Sân bay London Heathrow. Sân bay London Heathrow là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, nổi tiếng với cơ sở hạ tầng hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp. Sân bay này có 5 nhà ga phục vụ hàng triệu hành khách mỗi năm. Tại đây, du khách có thể tận hưởng các tiện ích như cửa hàng miễn thuế, nhà hàng sang trọng và khu vực thư giãn tiện nghi. Sân bay còn có các kết nối giao thông thuận tiện vào trung tâm thành phố London, giúp du khách dễ dàng di chuyển. Sân bay quốc tế Madrid Barajas. Sân bay quốc tế Madrid Barajas, tên đầy đủ là Adolfo Suk Madrid Barajas, là một trong những sân bay lớn nhất Tây Ban Nha và là cửa ngõ quan trọng vào châu Âu. Sân bay nổi bật với kiến trúc độc đáo và không gian rộng rãi, đặc biệt là nhà ga với thiết kế ánh sáng tự nhiên và tiện nghi đẳng cấp. Tại đây, hành khách có thể tận hưởng các dịch vụ mua sắm, ăn uống phong phú và các khu vực giải trí. Sân bay Cologne Bonn. Sân bay Cologne Bonn là một trong những sân bay quan trọng tại Đức, nổi tiếng với sự tiện lợi và dịch vụ đầy đủ. Sân bay này phục vụ cả các chuyến bay thương mại và vận tải hàng hóa. Với hai nhà ga chính, du khách sẽ ấn tượng bởi các tiện ích hiện đại, khu vực mua sắm đa dạng và các dịch vụ ẩm thực phong phú. Vị trí của sân bay nằm giữa hai thành phố Cologne và Bonn, giúp hành khách dễ dàng di chuyển và khám phá các điểm đến nổi tiếng. Sân bay Helsinki. Sân bay Helsinki là cửa ngõ chính của Phần Lan và là một trong những sân bay được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và tiện nghi. Sân bay này nổi bật với kiến trúc hiện đại, không gian thoáng đãng và các tiện ích thân thiện với môi trường. Hành khách có thể thư giãn tại các khu vực nghỉ ngơi, mua sắm tại các cửa hàng thời trang và thưởng thức ẩm thực địa phương. Sân bay Helsinki cũng có các kết nối giao thông thuận tiện, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thành phố. Việc trải nghiệm các sân bay ấn tượng ở châu Âu sẽ mang lại cho du khách những ấn tượng khó quên. Từ sự tiện nghi, dịch vụ cao cấp đến kiến trúc độc đáo, mỗi sân bay đều có những điểm nhấn riêng. Những đề cập trên đều là những điểm đến tuyệt vời mà bạn nên trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Hãy chuẩn bị và lên kế hoạch cho chuyến đi của mình để tận hưởng những trải nghiệm thú vị tại các sân bay đẳng cấp này.